Cái sử dụng là 80% người Việt Nam sử dụng. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và hôm nay thì tôi có chia sẻ với các bạn về thông tin về đèn sửa của tập đoàn đèn sửa Nhật Lam Han, về lượng tiêu thụ của dòng sản phẩm này. Rất là may mắn cho tập đoàn đèn sửa Nhật Lam Han khi mà ra mắt các dòng sản phẩm trên thị trường thì luôn nhận được sự quan tâm cũng như là tin dùng của khách hàng về cả về chất lượng cũng như là mẫu mã của các dòng sản phẩm. Và tính đến thời điểm hiện tại thì lượng tiêu thụ đèn sửa nhà tắm tại các đại lý thì đều tăng so với các năm, và điều đó thì có thể chứng minh được về chất lượng sản phẩm của đèn sửa nhà tắm. Như các bạn biết thì trong mùa đông năm nay là một mùa đông lạnh nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Do vậy mà về việc tiêu thụ lượng đèn sửa nhà tắm cũng vì thế mà cũng tăng lên một lượng đáng kể. Và chúng tôi luôn cố gắng để cung cấp cho khách hàng một sản phẩm với chất lượng tốt nhất và với giá thành phải chăng nhất đến toàn bộ khách hàng. Và nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn cũng nên sử dụng một sản phẩm mà tốt cho sức khỏe, có chất lượng tốt, đảm bảo nguồn gốc chính hãng như dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Han. Bây giờ thì tôi phải nói lời tạm biệt với các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đèn sửa nhà tắm Han, 80% người Việt Nam sử dụng.